Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người khiếm thị, được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Bài 36, Unit 36, Olympic Report. 1. Từ vựng, ngữ vựng. Vocabulary. 1.1. Từ vựng. Russia, danh từ, nước Nga. Russian, tính từ, thuộc về nước Nga. Britain, danh từ, khối Liên hiệp Anh, Vương quốc Anh. British, tính từ, thuộc Vương quốc Anh. Point, danh từ, điểm, tiêu điểm. Từ này cũng được sử dụng để đọc dấu chấm hay dấu phẩy giữa chữ số. Swimming, danh từ, bộ môn bơi lội. Javelin, danh từ, ngọn lao, môn ném lao. Gymnastics, danh từ, bộ môn thể dục dụng cụ. Gymnast, danh từ, vận động viên thể dục dụng cụ. Final, danh từ, chung kết, trận chung kết. Jumper, danh từ, vận động viên nhảy cao hay xa. Bar, danh từ, thanh, gậy, que, xà ngang. Attempt, danh từ, nỗ lực, sự cố gắng, lượt thi đấu hay lần thử. Meter, danh từ, đơn vị đo chiều dài, mét. Competitor, danh từ, thí sinh, vận động viên thi đấu, người ứng thí của một cuộc thi. Judge, danh từ, ban giám khảo, quan tòa, thẩm phán. Display, danh từ, phần trình diễn, sự thể hiện, sự trưng bày. Score, danh từ, tỷ số, điểm số, lõi, cốt lõi. Event, danh từ, sự kiện, hiện tượng. Minute, danh từ, phút. Second, danh từ, giây. Final, tính từ, cuối cùng. Disappointed, tính từ, thất vọng, nản chí. Hurt, tính từ, bị thương, bị tổn thương. Unfortunately, unluckily, trạng từ, không may mắn, đáng tiếc, suối quẩy. Fortunately, luckily, trạng từ, may mắn, một cách may mắn. Hên. Over, trạng từ, quá, qua, vượt quá. Swim, swam, swum, động từ, bơi, bơi lội. Win, quần, quần, động từ, thắng, chiến thắng. Hit, 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 động từ, đụng, va chạm, đánh. Hurt, 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 động từ, làm đau, làm tổn thương, làm bị thương, hủy hoại. Through, throw, thrown, động từ, ném, phóng. Slip, động từ, trượt ngã, trượt té. Fall, fell, fallen, động từ, rơi, ngã. Get, got, động từ, được, đạt được, nhận được, lấy được. Jump, động từ, nhảy. Land, động từ, đáp xuống đất, ngã xuống đất. Cause, động từ, gây nên, gây ra. 1.2, ngữ vựng. High jump, danh từ, bộ môn nhảy xa. Olympic report, danh từ, chương trình tường thuật về Olympic. The women's 200 meters freestyle, danh từ, môn bơi tự do nữ 200m. World record, danh từ, kỷ lục thế giới. Gold medal, danh từ, huy chương vàng. Silver medal, danh từ, huy chương bạc. Bronze medal, danh từ, huy chương đồng. The day before yesterday, danh từ, ngày hôm kia. Olympic gymnasium, danh từ, nhà thi đấu thể dục dụng cụ Olympic. The 15-year-old Russian gymnast, danh từ, vận động viên thể dục dụng cụ 15 tuổi người Nga. An average of 9.5 points,
Danh từ, một điểm số bình quân 9,5. Final attempt. Danh từ, lượt thử cuối cùng. In the first three dates. Trạng từ, trong vòng 3 ngày đầu tiên. In a new world record time of 3 chấm. Trạng từ, trong một thời gian kỷ lục thế giới mới. In the foot. Trạng từ, vào chân, ở chân. Come live by satellite. Động từ, trực tiếp truyền hình từ vệ tinh. Take, took, taken place. Động từ, diễn ra. It's time for, 3 chấm. Là thời gian cho, đã đến giờ dành cho. 2. Văn phạm, grammar. Trong bài này, chúng ta tập trung ôn lại các thì đã học qua. Đặc biệt các bạn hãy chú ý đến cách vận dụng thì trong một chương trình tường thuật lại và tường thuật trực tiếp trên truyền hình. 3. Trích đoạn minh họa. 3.1. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn mở đầu cho một chương trình truyền hình trực tiếp từ Olympic qua vệ tinh sau. Good evening. It's 11:15 and it's time for Olympic report. Our report tonight is coming live by satellite from the Olympic Games. 3.2. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn tường thuật về sự kiện bơi tự do 200m nữ từ Olympic sau. Swimming. Good evening. Well, today's most important event was certainly the women's 200 meters freestyle. The American Doris Kennedy was first and got the gold medal. She swam the 200 meters in a new world record time of 1 minute 58 seconds. The USA won 2 gold medals yesterday and 3 the day before. So, in the first 3 days, they've won 6 gold medals. 3.3. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn tường thuật sau về sự kiện ném lao từ Olympic. Javelin. This is Jack Lumber from Canada. This morning, he won the men's javelin final. At his first attempt, he threw the javelin over 100 meters. Nobody has ever done this before. Unfortunately, there was nearly a terrible accident in the javelin event. Henry Fraser, the British competitor, slipped when he was throwing his javelin, and it hit a judge in the foot. Luckily, it didn't hurt him. 3.4. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn tường thuật về sự kiện thể dục dụng cụ từ Olympic sau. Gymnastics. Here we are in the Olympic gymnasium. Olga Ivanov, the 15-year-old Russian gymnast, has just finished her display. We are waiting for the results now. And here's the results. She's got an average of 9.5 points. That's the best score today. Olga won the gold medal. 3.5. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn tường thuật về sự kiện nhảy cao từ Olympic sau. Chú ý cách dùng thì để miêu tả chuỗi hành động liên tiếp đang diễn ra trực tiếp. High jump. We're just waiting for the last jumper. Ted Kelly from Britain is going to jump. The bar is at 2.30 meters. Now, he's beginning his final attempt. And he's jumped. Oh, he's crashed into the bar. He's landing. The bar's fallen. Is he hurt? No, no, he's all right. He's getting up and walking away. But he's a very disappointed man. 4. Bài tập thực hành. Exercises. 4.1. Hãy hình dung bạn là người đang nghe đài. Bạn hãy lặp lại và trả lời những câu hỏi sau, như trả lời cho những câu hỏi từ một người bạn nào đó vọng qua từ căn phòng bên, không có điều kiện để theo dõi chương trình tường thuật. 1. What time is it now? 2. What are you doing? 3. What is there on TV at the moment? 4.
Is it a live report? 4.2. Tương tự 4.1. Căn cứ vào 3.2, bạn hãy lặp lại và trả lời những câu hỏi sau. 1. Which event is the speaker talking about? 2. According to the speaker, what was today's most important event? 3. Who was first and got the gold medal? 4. Where is she from? 5. Could she make any new world record? 6. How did she swim the 200 meters? 7. How long has the Olympic Games taken place? 8. How many gold medals have the USA won? 9. How many gold medals did they win this morning? 10. How many gold medals did they win yesterday? 11. How many gold medals did they win the day before yesterday? 4.3. Tương tự 4.1. Căn cứ vào 3.3, bạn hãy lặp lại và trả lời những câu hỏi sau. 1. Which event is next? 2. When did the men's javelin final take place? 3. Who won the event? 4. Where is he from? 5. How long could he throw the javelin? 6. At which attempt could he do that? 7. Could he make a new world record? 8. Why does the speaker say, unfortunately? 9. Who caused the accident? 10. Where is he from? 11. What happened to him when he was throwing his javelin? 12. Who did the javelin hit? 13. Where did the javelin hit the church? 14. Did it hurt the church? 4.4. Tương tự 4.1. Căn cứ vào 3.4, bạn hãy lặp lại và trả lời những câu hỏi sau. 1. Where is the speaker now? 2. Who has just finished the display? 3. Where is she from? 4. How old is she? 5. Have there been the results yet? 6. And now, is there the result? 7. What has she got? 8. Is it the best score today?